Ok, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Ngày hôm nay thì Tuấn Anh lại tiếp tục lên sóng cho các bạn một chiếc xe vừa rẻ vừa đẹp mà lại vừa bền, vừa tiết kiệm nhiên liệu, chi phí sửa chữa thấp các bạn nhé. Đó là một chiếc xe lồi đồng cua đá, một trong những dòng xe thương hiệu nổi tiếng đến từ Toyota. Đó là một chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2010, trang bị hộp số sàn, máy 1.5 bản Nimo lưng full kidan. Con này là tên tư nhân biển Hải Phòng và form dáng của nó thì các bạn nhìn thấy không khác gì một chiếc xe bản E xịn. Nó được lên từ la răng đúc cho đến xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện, gương cụp xòe. Vâng, hệ thống tất cả đèn đóm rồi là thân vỏ của chiếc xe thì còn khá là đẹp. Để nói về một chiếc xe Limoza thì đây là một chiếc xe rất là cứng. Đấy, với giá tiền chưa đến 200 triệu, 195 triệu thì các bạn đã sở hữu được chiếc xe Vios này. Vâng, chiếc xe này đang đeo tên tư nhân biển Hưng Yên 89A17022. Đó, hệ thống đèn hậu của nó thì cũng khá là đẹp cho mọi người. Sơn xi màu bạc cũng rất là trung tính các bạn nhé. Đó. Xe thì được trang bị cả màn hình cam lùi, gương cụp xe và la răng đúc, được trang bị vành ER14. Và tất cả những cái tay nắm mở cửa của chiếc xe thì đều được mạ chrome một cách rất là sáng và sạch và đẹp. Đó, đăng kiểm chiếc xe thì còn đến năm 2022. À, chính thức là tháng 3 năm 2022 các bạn nhé. Hệ thống đèn hậu, đèn pha của chiếc xe thì anh em thấy đây. Rất là sáng và rất là đẹp cho mọi người. Rất là sáng và rất là đẹp cho mọi người đây. Đó, các bạn có thể nhìn thấy được. Đó. Hệ thống mặt ga lăng của chiếc xe thì cũng được lên cái form 2010. Nó rất là ok cho mọi người. Đúng không ạ? Đèn gầm của nó thì khá là sáng các bạn nhé. Đó. Nói chung là cam kết cho các bạn là chiếc xe không có đâm va, đâm xô, tai nạn và không ngập nước. Đó, còn đâu va quẹt mà xước sát tiền sơn thì cái đấy không thể tránh được với những chiếc xe mà nó đã qua sử dụng chục năm, hơn chục năm nay rồi. Đó các bạn nhé. Rất xịn xò luôn. Anh em thấy được đây. Form dáng của nó thì khá đẹp. Và dòng Vios là một trong những dòng xe mà rất là bền bỉ, với cái chi phí sửa chữa thì khá là ít. Dàn lốp của chiếc xe thì còn khoảng tầm 60-70%. Đó, xe cũ thì nó cũng chỉ được như vậy thôi các bác nhé. Đó, chứ bọn em không thể là mua lốp mới về thay cho các bác được. Cái chi phí nó độ lên cao. Đó, vì thế nên là các bác về cứ đi tạm thôi. Còn đâu nếu mà thích thay thì tự thay thôi. Đó. Đó, các bạn thấy đây. Đó, trang bị phanh đĩa phía trước nữa. Xi nhan được tích hợp trên gương và gương cục xòe. Đó, rất xịn sò. Đấy, anh em thấy đây. 89A17022 là biển số của chiếc xe này. Đó, anh em có thể thấy được. Đó. Xe có cả vè mưa, vè nước nhá. À, vè mưa này. Lẹp chân kính đầy đủ hết rồi. Đó, rất là ok cho mọi người. Đó, rất xịn sò luôn nhá. Bây giờ ta sẽ đi vào cái phần nội thất chiếc xe này. Vâng, bên trong nội thất thì với cái bản Nimo thì nó là nội thất đen. Đó, đen xì luôn. Nhưng chiếc xe này thì người ta cũng đã sơn lưng lên từ Limo sang E rồi. Là dập cả túi khí này. Nhưng thực ra đây là dập thôi nhé, không có đâu ạ. Đó, không có đâu. Đó, trần nỉ nguyên bản khá sạch sẽ và đẹp đẽ luôn. Màn hình cam lùi đầy đủ. Hệ thống táp lô, táp ly thì rất là đẹp cho mọi người. Đó, keo chỉ còn rất là zin luôn. Keo chỉ còn rất là đẹp luôn. Đó, táp lô, táp ly rất xịn sò. Đinh bấm dàn giật cột kèo chiếc xe thì cam kết cho các bạn là xe thì không có đâm va, đâm xô, tai nạn vào những cái phần cột như thế này. Vâng, bình thường thì Tuấn Anh cũng không hay bóc cột xe ra làm gì. Đây là một chiếc xe limo, nó cũng đã qua dịch vụ nên là Tuấn Anh cứ bóc thử cho các bạn xem. Đó. Chứ bọn em mua xe thì hầu như là cũng không có đâm va, đâm xô, tai nạn vào những cái phần cột các bạn nhé. Đó, rất xịn sò luôn. Đó, rất đẹp. Vâng, đây là phần cột này. Rất đẹp luôn. Cột kèo là không có bị đâm va, đâm xô gì các bạn nhé. Rất là ok cho quý khách hàng luôn. Táp lô, táp ly thì rất là sạch sẽ và đẹp đẽ luôn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần cánh trước bên lái này. Rất ok. Tất cả hệ thống gương kính chỉnh điện này. Hệ thống táp lô là hai màu như E luôn các bạn nhé. Đó, keo chỉ của nó rất là đẹp luôn. Keo chỉ rất là đẹp luôn nhé các bạn nhé. Đó. Tất cả cái đinh bấm dàn giật cột kèo chiếc xe thì khá là ok cho mọi người. Đó. Đó, anh em thấy đây. Rất là ok luôn nhé các bạn nhé. Đó. Không có đâm va, đâm xô, tai nạn gì. Đó, anh em nhé. Rất xịn sò luôn.
Đây là phần tem dập trên khung nhà máy sản xuất đây. Đấy các bạn thấy đây. À, tất cả những đinh bấm của nó rất là ok cho mọi người đây. Nội thất chiếc xe thì khá là đẹp và ổn định. Rất sạch sẽ, nhìn rất là sang xe luôn các bạn nhé. Còn khoang cốp của chiếc xe thì các bạn có thể nhìn thấy đây. Tất cả những cái đường máng nước của nó rất là đẹp luôn, không bị mất form. Đây là phần lốp dự phòng, đồ tháo lốp kích trước đầy đủ các bạn nhé. Và đây là phần gầm. Gầm bệ của chiếc xe thì khá là ok cho mọi người. Đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tiến vào phần bên trong xe, xem chiếc xe thì nó được trang bị những cái gì và những cái gì nó đang hoạt động, cái gì nó không hoạt động thì chúng ta sẽ cùng chỉnh sửa khắc phục. Đó. Xe thì vô lăng cũng được dọc một cái hình túi khí giả dạng E. Đấy các bạn nhé. Vô lăng thì nếu đúng đời E xịn thì các bạn phải nhìn cái vô lăng này, nó phải là vô lăng nó bị méo, không phải vô lăng tròn như này các bạn nhé. Thế nên là các bạn mua xe thì cũng lên ok. Đấy. Máy gầm của chiếc xe thì khá là ok cho mọi người, đúng không ạ? Lỗ dòng Vios này thì lỗ rất là hay và rất là đẹp luôn, đúng không ạ? Vios là một trong những dòng xe mà lồi đồng cối đá luôn, không có cái gì phải vướng cả. Điều hòa thì khá là mát, dòng này điều hòa cơ thôi nhưng mà khá là mát cho mọi người, đúng không ạ? Đây là phần kính điện. Với cái bản Nimo này thì hầu như là tất cả cái kính của nó đều lưng, vì thế nên nó không được trơn tru và nó không được lên một cách trơn tru và đẹp những cái dòng bản E xịn đó. Rất xịn sò luôn. Hệ thống còi rất là to luôn và hệ thống gương cụt xòe, xi nhan được tích hợp trên gương đầy đủ hết theo xe. Đó, anh em có thể nhìn thấy đây. Đó, gạt mưa phun nước của chiếc xe thì vẫn hoạt động bình thường. Đó, rất là đầy đủ cho mọi người, đúng không ạ? Xe thì có cả trang bị cả cam lùi đầy đủ hết, và những cái phần ốp cột phía sau của chiếc xe thì hay là những cái phần nội thất bên trong đấy, các bạn nhìn thấy rất sang trọng và cũng rất là căng mộng. Đấy. Đây là một chiếc xe mà nó cũng đã qua dịch vụ nên là chắc là nó chạy khá là nhiều, vì thế nên là chúng ta cũng chẳng quan tâm gì đến cái phần chạy cả. Đấy. Còn đâu nếu mà để đồng hồ là 10 vạn 6.863 km thì đó là một cái thật là phi lý, vì một chiếc xe mà đã qua dịch vụ rồi thì không thể nào có cái công tơ mét như thế này được đó các bạn nhé. Đấy, tối nay cứ nói luôn là như vậy. Rồi chúng ta sẽ mở phần khoang máy chiếc xe ra để kiểm tra về máy móc của chiếc xe, xem chất lượng máy móc của nó như thế nào. Chúng ta sẽ cùng đánh giá thêm về cái phần khoang máy. Đó. Hệ thống đèn của nó thì được trang bị đèn salon buổi sáng, ánh sáng trắng rất là sáng luôn các bạn này. Đó. Ánh sáng trắng rất là sáng luôn. Hệ thống xi nhan vừa tích hợp bên đèn và vừa tích hợp trên gương. Vâng, đây là phần nội thất ở phần khoang máy. Máy móc của chiếc xe thì còn khá là đẹp và rất ok cho mọi người. Đó, khá đẹp và rất ok luôn. Đó. Máy móc thì rất là khô ráo và rất là đẹp. Các bạn nhìn thấy. Sạch sẽ luôn, đẹp luôn. Máy lổ rất êm luôn các bạn nhé. Lổ rất êm luôn. Đấy, keo chỉ chiếc xe thì còn khá hợp lý cho các bạn. Đấy, cabo của Toyota luôn. Máy lổ khá êm luôn các bạn nhé. Vừa rồi thì Tuấn Anh có Tuấn Phòng có giới thiệu qua cho mọi người về chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2010 phiên bản số sàn máy 1.5 biển Hưng Yên 89A17022 sơ sim màu bạc, và giá tiền hiện tại bên em đang bán là 195 triệu đồng. Và quý khách hàng nào quan tâm về chiếc xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho Tuấn Anh có Tuấn Phòng qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863
Cảm ơn tất cả mọi người, quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em nhé. Xin chào và gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.